Thế giới động vật luôn phong phú và đa dạng với rất nhiều loài vật khác nhau. Dưới đây là 10 con vật được cho là có ngoại hình kỳ lạ nhất. Thú mỏ vịt. Thú mỏ vịt là loài kết hợp nhiều đặc điểm của các loài khác như cái đuôi dẹp của hải ly, chân có màng như hải cẩu và chiếc mỏ vịt ngoại cỡ. Thú mỏ vịt và nhím là hai loài có vú duy nhất trên hành tinh đẻ trứng. Cả hai loài đều là loài bản địa ở Úc. Trong và những vùng hồ ở Đông Nam, nước Úc là nơi lý tưởng để ngắm thú mỏ vịt. Thú mỏ vịt rất nhút nhát và sống về đêm. Heo vòi Malaysia, Malayan Tapit, cùng họ hàng với tê giác, heo vòi có bộ lông ngắn, vàng trắng đen và chiếc mũi dài đóng vai trò như chiếc ống thông hơi khi bơi. Vùng rừng nhiệt đới ở miền Nam Thái Lan, bán đảo Mã Lai và đảo Sumatra là những nơi có thể tìm thấy heo vòi Malaysia, nhưng rất khó nhìn được chúng trong tự nhiên. Chim chiến Magnificent Frightful, chim chiến đực có một túi thịt trước cổ che phủ cả ngực và cổ. Hàng năm tới mùa giao phối khoảng tháng 3 đến tháng 4, túi thịt này chuyển sang màu đỏ và chim đực dùng hơi chữ căng trong túi để quyến rũ mái. Vì túi khí căng, chim đực không bay nổi, chỉ đứng yên hoặc di chuyển chậm chạp qua những cành thấp, vẫy cánh chờ được con mái chú ý. Nơi tốt nhất để quan sát mùa giao phối của chim chiến là vùng đảo Galapagos. Khỉ lùng đuôi sóc châu Mỹ Pipae marmosets, với chiếc đuôi dài và màu lông vàng, khỉ lùng đuôi sóc châu Mỹ trông như một chú sư tử nhỏ. Chúng là loài khỉ nhỏ nhất thế giới. Con đực trưởng thành chỉ nặng khoảng 150-170 gram. Tiếng gọi đồng loại của khỉ lùng đuôi sóc rất đa dạng, nghe giống tiếng chim, tiếng sóc và cả tiếng sóng siêu âm mà tai người không nghe được. Khỉ lùng đuôi sóc được tìm thấy ở vùng rừng rậm Amazon, bao gồm Brazil, Ecuador, Peru và Colombia. Sên biển. Sên biển có màu sắc rực rỡ và hình thù đa dạng với tổng cộng trên 3.000 loài, nên trở thành người mẫu số 1 của khách du lịch lặn biển khi chụp hình. Sên biển ăn san hô độc và các loài vi sinh vật nên khá độc. Bạn có thể tìm thấy sên biển ở khắp nơi trên thế giới, từ vùng biển san hô ở Úc cho đến Hồng Hải ở vùng Trung Đông hay đảo San Miguel ở California. Khỉ Ayer. Khỉ Ayer là loài khỉ kỳ lạ và hiếm nhất trong các loài khỉ. Đôi mắt to mở rộng, đôi tai dơi và ngón tay dài của chúng khiến người bản địa vùng Madagascar xem chúng là điểm xấu. Khỉ Ayer đặc biệt có móng của ngón giữa rất dài giúp chúng bám lên cành cây tìm thức ăn và bắt mồi. Khỉ Ayer cũng chỉ còn được tìm thấy ở vùng rừng phía đông Madagascar. Tắc kè hoa ba sừng Jackson, Jackson Chamaerion, ba chiếc sừng kỳ dị, màu sắc tươi sáng đã tạo nên điểm đặc biệt kỳ thú cho loài tắc kè này. Cũng như các loài tắc kè khác, tắc kè ba sừng Jackson có đôi mắt với góc xoay rộng, chiếc lưỡi siêu nhạy, siêu dính và khả năng đổi màu để hòa lẫn vào môi trường sống, trốn tránh kẻ thù. Khỉ mũi dài Proboscis monkey. Khỉ mũi dài có lông màu nâu đỏ, ăn lá cây, nổi bật với chiếc mũi to và dài quá khổ. Chúng được xếp vào loài đang tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Khỉ đực đôi khi phải vén mũi sang một bên khi ăn để vì cái mũi quá hớp. Khỉ mũi dài còn là những tay bơi cừ khôi nhờ các ngón chân có màng. Khỉ mũi dài hiện chỉ còn tìm thấy ở vùng rừng rậm và đầm lầy Borneo. Kỳ lân biển Navajo. Kỳ lân biển là loài thú có vú biết bơi, có sừng dài nhất thế giới. Chiếc sừng thực chất là răng của kỳ lân biển, có thể dài đến 2,7 m ở con đực. Chiếc sừng này được kỳ lân biển dùng trong vũ điệu tìm bạn giao phối và sử dụng như vũ khí để đánh trả những con đực khác. Thú ăn kiến khổng lồ Yaron Atheter. Thú ăn kiến có thể tiêu hóa khoảng 35.000 con mối và kiến trong một ngày. Bộ móng dài 10 cm của nó đủ mạnh để đào bới những tổ mối kiên cố nhất. Chiếc mũi dài và cái lưỡi siêu dính, thú ăn kiến thưởng thức ngon lành món mối và kiến. Thú ăn kiến di chuyển chủ yếu bằng chân trước, bám chặt móng vuốt vào đất. Thú ăn kiến có nhiều ở vùng Paraná, Tây Brazil, thuộc khu vực Trung Mỹ.